Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Minh Phụng Music. Và có lẽ ngày hôm nay bọn mình không phải review về chức năng hay giao hàng đâu mọi người, mà mình sẽ review về buổi xuống hàng. Thật ra mình nghĩ cũng có khá nhiều người biết về series xuống hàng của anh em tụi mình. Bên mình đã từng xuống hai chuyến container Piano Artesia và Organ Custman SV800. Nhưng hôm nay còn hoành tráng hơn thế nữa, đó là hàng ngàn cây Custman KS1 Bluetooth và Custman K150. Mọi người cùng theo dõi anh em tụi mình nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên các bạn hãy cùng theo chân bọn mình từ sớm đến khi xuống bãi để xem đường phố như thế nào nhé. Đây là lúc 5 giờ sáng, sau khi cà phê sáng lấy năng lượng thì chúng mình bắt đầu lên đường. Đây là quang cảnh bãi sau một đêm mưa tầm tã. Lên bãi đầy bùn, có gì sai sót các bạn thông cảm giúp mình nha. Tụi mình mở công bằng kèm công lực nè, các bạn hãy thử đoán xem trong đây là bao nhiêu thùng nào. Xe tải nhỏ đang nối đuôi nhau đến bãi để bắt đầu việc bốc dỡ hàng xuống. Nhìn các thùng đang sắp xếp ngay ngắn trên xe mà đã mắc đúng không? Hôm nay trong chuyến này có đến 6 tải nhỏ tham gia lẫn đó. Anh em rất nhiệt tình và tràn đầy năng lượng để lấy hàng nhanh về kho phục vụ khách hàng. Mình sẽ tóm tắt ngắn gọn nhất về KS1 và K150 cho các bạn biết tại sao hàng này cứ về đến showroom chúng mình là lại hết. Custman KS1 được lựa chọn và nhận được nhiều sự đánh giá tích cực từ giáo viên dạy nhạc cũng như học sinh. Với thiết kế hiện đại và thanh lịch kết hợp hài hòa giữa âm thanh, cảm ứng và hiệu suất, bên cạnh dòng piano điện KS1 siêu hot thì organ K150 cũng xịn sò không kém. Cây đàn đáp ứng đầy đủ tính năng luyện tập, giá cả lại còn hợp lý, chất lượng âm thanh chuẩn cũng nhiều tính năng nổi bật, được sản xuất hướng tới phân khúc những người mới học và đang tìm hiểu về đàn keyboard. Nếu các bạn thấy thích thú và quan tâm về mẫu đàn này, hãy để lại comment dưới video, đội ngũ của chúng mình sẽ nhanh chóng giải đáp thắc mắc của các bạn ngay showroom Minh Phụng Music để được trải nghiệm thực tế và mua sắm với nhiều ưu đãi nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ Minh Phụng Music. Nhờ mọi người thương yêu mà đội ngũ chúng mình mới có cơ hội đi nhiều chuyến hàng như này để làm video trải nghiệm cho các bạn xem. Quay trở lại với chuyến hàng cuối cùng thế nào mọi người. Buổi bốc hàng đã thành công tốt đẹp và hãy nhớ like, share, subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.